Good morning, happy life, true life. Xin chào các bạn. Vừa đi exercise về thì thấy cái tinh không có được, không phải cái tinh mà là nhìn thấy cái cảnh không có vui các bạn. Cái cây mãng cầu phía trước, cây ghép của mình đó các bạn, mình rất là cưng á, trái rất là nhiều quá. Thì bữa nay nhìn lại mình rất là bất ngờ. Tại vì mấy cái trái lớn thì bị, không phải trái lớn mà là gần hết, hết luôn luôn chứ còn có 2-3 trái non còn chừa lại thôi. Còn bao nhiêu đã hái hết rồi các bạn. Tức là kẻ gian ăn cắp. Cười với các bạn nhưng mà thật sự trong lòng rất là buồn. Mình cố tình để cho nó già. Mình dưỡng từng chút một. Từ lúc khi mà hát cái phấn để cho nó có hoa, rồi dưỡng lên cho nó có trái, rồi từng ngày quay cho các bạn xem cho vui, để tay đo chiều dài kích thước cho các bạn xem. Thì bữa nay người ta đã lấy gọn hết nha các bạn. Vậy mới nói mình là người Việt Nam, mình thích ở gần khu người Việt Nam. Rồi sau đó mấy người nước ngoài người ta dọn đi bớt. Rồi sau đó những người Mễ tới gần mình. Tại vì cái khu này là hồi xưa không có người Việt Nam các bạn. Rồi khi tụi mình dọn lại thì có một vài người Việt Nam lác đác, tại vì nó gần cái khu Lido Sài Gòn. Rồi thì người ta dọn lại càng ngày càng nhiều. Trái cây Việt Nam cũng nhiều, đồ ăn Việt Nam cũng nhiều. Nói chung là cái gì về Vietnamese, về Asian thì rất là nhiều các bạn. Coi như là cái lựa chọn của mình về thức ăn, thực phẩm, trái cây, tất cả đều là rất là dễ. Chính vì vậy nhiều người rất là thích ở cái khu này. Rồi thì chính vì vậy mà mình trồng được những cái loại cây organic hoặc là những cái loại cây tropical rất là nhiều luôn. Thì cho nên là cái lòng tham của người ta cũng có rồi các bạn. Cái này trái ổi của mình nè các bạn, ổi Đài Loan các bạn. Đáng lẽ sức sống nó còn lớn nữa nha các bạn. Hồi sáng mình hái một trái nhỏ mình ăn thử thì thấy ruột nó đỏ, ăn cũng được các bạn. Thì mình thường thói quen mình hay đi bộ xong mình hay chạy vòng vòng mấy cái cây này để mình thăm chừng đó các bạn. Thì mình thấy rất là buồn. Cô ơi, lấy hết trơn rồi. Bẻ cuốn luôn. Chú nói chưa có già để dành đi, chú coi chừng bây giờ nó bẻ trọn cuốn luôn. Sáng hồi sáng cho con ra con thấy ủa sao nó dặn cái cuốn á. Cái mình thấy cái cuốn sao kỳ cục quá, dòm lại mất tiêu hết luôn. Mà bẻ tới nỗi mà cái cuốn nó chắc quá đó. Nó phải giật hoặc là nó xay cho gãy cái cuốn luôn. Dòm lại thấy đau lòng ghê luôn. Con quay video tại con tiếc á, mỗi lần từ cái bông rồi từ cái trái rồi từ khi mình lên lớn quay video cho coi. Vô ích. Thì khi mình vòng trở lại các bạn, sorry mình nói chuyện với cái cô hàng xóm một chút tại mình hơi bị ức ấm ức. Thì các bạn thấy bây giờ nè, cây toàn là lá với cành thôi, mất tiêu trái hết rồi. Mà những trái mà to mình hay lấy bằng tay mình đo các bạn, thì dĩ nhiên là nó to cho nên cái cuốn nó lớn thì họ bẻ cũng khó khăn lắm nè các bạn nhìn. Xoay cho tới nỗi mà cái cuốn nó bị chày chợt hết vậy mới lấy cái trái được, tại cái cuốn nó lớn rồi đó các bạn. Rất là buồn luôn. Có những người tham quá chừng luôn, không trồng mà lấy của người khác mới là ghê chứ. Mình rất là tiếc các bạn. Mình bữa hổm mình có hái cho một trái thử thì nó còn non á các bạn, thành ra ăn được có chút xíu à. Không có, cũng ngọt ngọt, nhưng nếu mình lấy cái scale từ 1 tới 10 nó chừng khoảng 6, 7 à. Thì bởi vậy mình mới cố gắng giữ thêm. Mà chính vì cố gắng nên mất hết trọn gói luôn. Giờ ra nhìn cái cây toàn là lá không, bẻ mà bẻ trội luôn nha các bạn, bẻ mà không chừa luôn á. Rất là tiếc. Yep. Bây giờ hết khoe với các bạn nữa rồi. Bây giờ buồn rồi. Họ chừa cho mình như vậy nè các bạn. Trái mà không ăn được nè thì họ chừa lại, còn như là lấy hết rồi các bạn ơi. Còn hai trái nè. Còn mấy trái lớn là đã bẻ hết rồi. Bẻ mà dặn cuốn cho tới nỗi mà nó phải gãy đó các bạn. Thì cái rất là kinh luôn á. Đây nè các bạn thấy nè. Các bạn thấy cái chùm của mình bữa hổm mình nói cái nhánh này nhiều trái á. Nè các bạn thấy cái bẻ nè. Bẻ phải dặn cái cuồng chứ không có cái dụng cụ để bẻ nữa. Tức là người tham
thăm bất ngờ. Để hết luôn. Đây các bạn ơi, bây giờ còn là cuốn thôi nè. Còn là cuốn thôi. Đó, bẻ vậy đó. Để hết luôn. Sạch sành xanh. Cây này thì nó lớn quá, các bạn nghĩ mình đốn đi thì nó tội nghiệp quá, mà nếu mình bứng thì nó cũng không có sống được các bạn. Tại vì nó đã lớn quá. Nè các bạn thấy nè, bẻ mà không nổi tới cái nhánh luôn, phải tới tét cái nhánh luôn nè các bạn. Các bạn thấy kinh không? Bẻ mà giống như là cố gắng bẻ cho nó gãy đi nhanh chóng, tại sợ người khác phát hiện nè các bạn. Tức là chùm nào có trái là quất hết rồi. Bây giờ nhìn cái cây buồn quá các bạn ơi. Tiêu hết các bạn. Bẻ hết luôn. Bẻ hết trọn luôn các bạn. À, sáng là không có niềm vui rồi. Mà thật sự hôm qua đi làm cũng không có niềm vui rồi. Bây giờ tiếp tục nỗi buồn tăng đôi. Nhưng có một cái hơi một chút vui là hôm nay là đi làm rồi xong về nghỉ lễ các bạn. City đóng cửa cho tới New Year. Qua khỏi New Year là đi làm trở lại. Vô cùng buồn bã, ngay cả trái ở dưới gốc họ cũng bẻ luôn. Họ không có chừa mình ăn cái trái gì hết à. Bẻ hết luôn. Trái ở đây của mình cũng bị bẻ luôn rồi. Đây. Trái mà dưới đất mình hay nói với các bạn đấy các bạn, cũng bị luôn nè. Các bạn thấy kinh không? Vừa trộm, trộm của người khác mà kiểu như là có mục đích đó các bạn. Không chừa cái gì hết luôn. Mấy người này là chắc mai mốt tha hồ mà sám hối, tha hồ mà hưởng cái lỗi của mình ở kiếp sau. Công tình của người ta trồng, người ta bón phân, người ta vung vén, người ta áp phấn, người ta làm đủ thứ, rồi mình lấy công sức của người ta. Oh my god. Cái tội này thì bao giờ mới trả hết. Xin chúc các bạn ăn cho được. Tại vì nó cũng già nhưng mà nó cũng chưa có ngon lắm. Mình nghĩ chắc mấy người hái này là người ta đi bán thôi các bạn, chứ người ta không ăn đâu. Cho nên người ta không biết cái giá trị của nó là già hay không đâu các bạn. Chỉ cần bán lấy tiền thôi. Đó, hơi bị buồn buổi sáng rồi các bạn ơi. Một năm chỉ dọn dẹn có mấy trái thôi mà người ta cũng cướp của mình rồi. Yeah. Buồn quá đi hả? Đăng cái clip này lên chắc cái ba mấy bạn cười dữ lắm nha. Mấy bạn thấy mắc cười á. Ở bên đây mà cũng có người ăn trộm ăn cắp như vậy ha các bạn. Yeah. Thì nói chung là chỉ có những người biết cái này ăn ra sao và biết cái này bán được bao nhiêu tiền thì người ta mới nở lòng người ta lấy của mình thôi các bạn. Chứ không thôi nếu mà người ta đồng cảnh với mình, người ta trồng từ bé bé lên cao, người ta thụ phấn cho bông cho hoa, người ta dưỡng từng ngày từng tháng thì người ta không nở đâu các bạn. Người ta sẽ không nở lòng lấy của mình như vậy. Rồi, chúc các bạn lấy của mình rồi thì cũng được đi, nhưng mà đừng có làm nữa. Một lần thôi, một người thôi là tội cũng dữ dội lắm rồi. Đừng có cố gắng làm thêm của người khác. Thì tiêu đời cô lụ luôn. Buồn quá các bạn ơi, một năm chỉ được có vậy thôi, bây giờ mất hết luôn. Rất là buồn. Buồn quá, buồn quá, buồn quá. Vậy thì bây giờ mình quyết định sao các bạn? Cái cây ổi này mình muốn ăn hay là mình muốn giữ? Người ta lấy được cây mãng cầu thì cây ổi này người ta đâu có tha các bạn. Thôi mình hái cái trái xấu trước nha các bạn. Thật sự nãy mình có hái một trái ăn thử rồi, được các bạn. Nó không có xuất sắc nhưng mà nó cũng ok. Mình hái trái xấu xí này trước nha. Còn hai trái đẹp nè các bạn. Hai trái đẹp thì nó chưa có già đâu các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thấy mãng cầu đâu có đợi già đâu. Chỉ thấy hái được là người ta hái rồi.
người ta đâu có đợi giống như mình các bạn. Cái này cũng ok nè, cũng còn cứng. Thôi mình xin chào các bạn, buồn quá à. Rồi bây giờ cái cây cam đất mình giải quyết làm sao? Nó chưa có già, nhưng mà người ta đã hái được mãng cầu thì cây cam này người ta chắc cũng không bỏ qua đâu. Buồn quá. Không đăng lên thì các bạn sẽ không biết mãng cầu của mình ra sao. Nhưng mà nếu đăng lên thì rất là xấu hổ cho những người có lòng tham vô bến, không trồng mà chiếm đoạt của người khác, tàn nhẫn vô cùng. Nói vậy thôi chứ nếu mà thật sự các bạn coi cái clip này, các bạn cũng chắc cũng giống như mình, rất là buồn, rất là giận, công của mình mất hết. Tuy nhiên chắc có thể là những cái người đó mình cứ cho là những người có tâm không được tốt đi. Tức trộm của người ta là không tốt rồi, nhưng có khi khúc trước người ta rất là, I don't know, maybe cái đó có thể hấp cho người ta được bao nhiêu tiền đó cho cuộc sống. Nếu mà người ta không có tiền tới độ là người ta phải bán cái đó để mà nuôi cho mấy em bé hay là cái gì, những người nghèo quá quá đổi không có làm gì ra tiền á, thì ok các bạn. Nhưng nếu mà người ta có cái tâm, người ta có everything mà người ta chỉ muốn lấy của người khác làm của riêng của mình, thì cái đó là cái case khác các bạn. Cái đó phải tội gấp 2 gấp 3. Chứ nếu mà người ta gia đình nghèo hay gì gì đó, người ta lấy cái này để người ta bán có một số tiền để mà lo cho gia đình á, thì mình nghĩ đâu có nhiêu tiền các bạn. Bao nhiêu trái mãng cầu thì bắt được bao nhiêu tiền? Được chừng vài pound, 10 pound đi chẳng hạn. 10 pound cũng được 100 mấy, 200 đồng thôi. Chưa chắc là người mua vô người ta chịu mua cái giá đó. Tại vì bây giờ bẻ hết trơn, trọi luôn, bán một lứa một thì người ta sẽ mua cái giá khác. Đó, thôi thì buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là không tha hôm nào à, giống như ông thầy Pháp Hòa nói như vậy ha các bạn. Rất là buồn luôn. Nhưng mà thôi, buồn nó cũng đâu được cái gì các bạn. Vậy mình xin chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ nha. Hôm nay trời tiếp tục mưa và buổi trưa, buổi chiều và ngày mai luôn. Mừng là tại vì Cali có mưa. Có mưa thì được nước các bạn, đỡ phải tưới cây à, vườn thì trái nó tốt tươi. Nhưng mong là đừng có ai ăn cắp gì của mình nữa nhé. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã nghe mình than thở buổi sáng hôm nay. Chúc các bạn mọi sự tốt lành. Hẹn các bạn năm sau mới có chuyện mẫn cầu để nói Thôi mình xin chào các bạn nha. Ngủ ngon các bạn ơi. Bye bye.